Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết đam mỹ Đế Vương Công Lược. Tác giả Ngữ Tiếu Lan San qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Đế Vương Công Lược Tập 35 Sở Uyên nói Giúp chấm tìm một thứ Muốn cái gì? Diệp Cẩn hỏi Sở Uyên đáp Hoa Đinh Ngân Độc xà ư? Diệp Cẩn nhíu mày Loại này còn độc hơn cả ngũ bộ xà Không phải đồ chơi đâu Người muốn nó làm cái gì? Sở Uyên đáp Tặng người trong quỳnh hoa cốc có Lần tới sẽ bắt tới cho ngươi một con Diệp Cẩn nói Lại thuần miệng hỏi Định tặng cho ai vậy Sở Uyên đáp Không có tên tuổi gì Chỉ là ám tuyến của trẫm tại dân gian thôi Hắn vẫn luôn thích những thứ này Diệp Cẩn gật đầu Được Sở Uyên lau tay nói Bánh bao cũng ăn xong rồi Trở về phòng nghỉ ngơi đi Mấy ngày nay khổ cực ngươi rồi Ngươi ngủ đi Diệp Cẩn nói ta ở đây canh chừng ngươi sở uyên ho khan hai tiếng thiên phong đâu hắn đang cùng ôn đại nhân thương nghị chiến sự diệp cẩn đá rơi dày tự mình bò lên giường dự định chợp mắt một lúc đoạn mạch nguyệt cam nín tiểu cẩn sở uyên đột nhiên ngồi bật dậy làm sao vậy diệp cẩn không hiểu tự dưng chợ muốn ra ngoài đi dạo một chút sở uyên rất bình tĩnh phong hàn còn chưa khỏi đi dạo cái gì mà đi dạo lại phát sốt thì làm sao bây giờ? Diệp Cẩn nhíu mày, lại đưa tay lên chán hắn thử nhiệt độ. Không được, mau đi ngủ. Đã không sao rồi. Sở Uyên dứt khoát sốc chăn xuống giường. Diệp Cẩn ngồi xếp bằng trên giường nhìn hắn. <laughs> Sở Uyên ho khan. Tiểu Cẩn. Đẩy mắt Diệp Cẩn đầy hoài nghi. Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chiến sự vừa mới ngừng, nơi nào cũng có chuyện. Sở Uyên đáp. Diệp Cẩn nhìn thẳng hắn một lúc, sau đó nói: Có phải là bởi vì đoạn bạch nguyệt hay không? Sở Uyên lắc đầu. Tất nhiên là không phải. Diệp Cẩn đưa tay lên đỉnh đầu mình vẽ cái vòng tròn. Sở Uyên phối hợp nói: Ừ, được rồi, ta cùng ngươi ra ngoài đi dạo một chút. Diệp Cẩn cuối cùng cũng chịu xuống giường. Đoạn mạch nguyệt nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai người sóng vai ra cửa, rồi lại có chút dở khóc dở cười. Hơn mười năm trước. Đại hòa thượng kia nói cũng không đúng chút nào. Như thế này thì đâu thể gọi là sau 30 tuổi, mọi việc đều xuân sẻ được. Trước 30 tuổi thì là kim tàm tuyến, sau 30 tuổi lại có diệp thần y. Tám lạng nửa cân, tám lạng nửa cân á. À. Vương gia, tứ hỷ công công đứng bên ngoài gõ cửa. Hoàng thượng và cửu điện hạ đã đi xa rồi. Đoàn Bạch Nguyệt mở cửa phòng nói. Gọi hướng liệt tới thiên viện gặp bổn vương. Dạ, tứ hỉ công công gật đầu chạy đi thông truyền đối với việc giữa đoạn bạch nguyệt và sở uyên rốt cuộc có quan hệ gì tuy hướng liệt cũng có sự cảm mơ hồ nhưng cũng biết cái gì nên và không nên hỏi nếu hoàng thượng hạ chỉ ra lệnh sắp tới phải nghe theo điều khiển của tây nam vương thì chính là có nhiều thêm một vị chủ tử sau khi nghe hắn phân phó mọi chuyện xong cũng không nói gì nhiều mà xoay người lui xuống chuẩn bị trong một phòng nhỏ lệ thước đang ngồi bên cạnh bàn lo lắng không yên cửa phòng bị người đẩy ra gió lạnh lùa vào phòng lệ thước ngẩng đầu thấy là thị vệ thiết thân bên cạnh hoàng thượng vì vậy đứng lên hành lễ hương thống lĩnh chiến sự đôi bên đã xong hướng liệt nói cô nương có còn muốn gặp đoạn vương nước không hắn bị bắt rồi sao lệ thước do dự hỏi hướng liệt vẫn chưa trả lời câu hỏi của nàng chỉ nói nếu tệ hạ là cô nương thì sẽ không muốn có bất cứ quan hệ gì với người đó nữa Hiện tại muốn trở về thiên ương các vẫn còn kịp. Lệ thước lắc đầu. Cuộc đời này ta chỉ nhìn chúng một người duy nhất. Chính là hắn. Không cần biết tương lai sẽ thế nào. Hôm nay ta vẫn muốn nhìn thấy hắn một lần cuối cùng. Mời cô nương. Hướng liệt như người. Ta dẫn người qua đó. Lệ thước hỏi. Có thể đổi một bộ y phục không? Hướng liệt gật đầu. Ra ngoài sân viện đứng chờ. Một lát sau, lệ thước bước ra khỏi phòng nàng có thêm chút son phấn, tóc cũng không để giống phụ nhân như thường nữa, mà xóa xuống đầu vai, giống như lại trở về là tiểu khuê cáp của năm nào. Hướng liệt dẫn nàng đi thẳng tới nơi ở của đoạn bạch nguyệt. Tất nhiên là việc này cũng được thị vệ nhỏ giọng bẩm báo với sợ uyên. Vậy sao? Thầy hắn khẽ nhíu mày, Diệp Cẩn hỏi. Sợ uyên lắc đầu. Không có gì, có chút việc liên quan đến triều chính mà thôi. Chậm trở về xem một chút. Diệp Cẩn hỏi. Cần giúp đỡ không? Không cần đâu. Sở Uyên giúp Diệp Cẩn sửa lại cổ áo. Chấm xử lý một mình là được rồi. Đi tìm Thiên Phong đi. Mấy ngày này chắc hắn cũng đã rất mệt mỏi. Giúp chấm cảm ơn hắn. Loại chuyện này vì sao lại muốn giao cho ta? Lại không quen. Diệp Thần Y ngước cằm lên. Một mình cước bộ tới phòng bếp. Dự định hầm chút canh đại bổ cho người nào đó. Đoàn Mạch Nguyệt đang đứng bên cửa sổ. Nhìn sóng biển và trời mây xa xa cửa gỗ phía sau vang lên kéo kẹt. Đoàn mạch nguyệt khẽ nhíu mày, nhưng cũng không xoay người lại. Lệ thước cũng không lên tiếng, chỉ là đứng chôn chân ở cửa, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn. Sở uyên bay qua bức tường ở hậu viện. Đoàn mạch nguyệt im lặng. Sở uyên kéo một băng ghế nhỏ qua, ngồi dưới song cửa sổ, vẻ mặt bình tĩnh. Đoàn mạch nguyệt giờ khóc giờ cười. Sở uyên phất phất tay, dục hắn mau đi diễn kịch đi. Đoạn Mạch Nguyệt không thể làm gì khác hơn là phải xoay người. Trong phòng ánh đèn mờ tối, Đoạn Mạch Nguyệt lên tiếng. "Cô nương rốt cuộc là người phương nào?" Lệ Thước bước vài bước lại gần, như là muốn nhìn rõ ngũ quan của hắn. Đoạn Mạch Nguyệt bất giác lùi về phía sau, dùng tấm lưng ngăn lại ô cửa sổ, có chút khó hiểu hỏi. "Chúng ta quen biết sao?" Ngực Lệ Thước phập phồng kịch liệt, hồi lâu sau mới nói. "Ta muốn gặp Đoạn Bạch Nguyệt, người không phải là hắn." Cô nương nói đùa. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Nếu ta không phải, thì tại sao lại bị giam lỏng ở nơi này? Hắn đi rồi, có phải hay không? Lệ thước nhỏ giọng nói. Bảo ngươi ở lại nơi này, cánh tội thay hắn. Đoàn Mạch Nguyệt bật cười. Nếu thật sự như vậy, thì ngược lại cũng tốt. Lệ thước khẳng định. Người không phải là hắn. Nếu cô nương vẫn cố ý không chịu tin, vậy thì cứ không tin đi. Đoàn Mạch Nguyệt nói chẳng qua là thứ cho bổn vương nói thẳng một câu. Trong thiên hạ này, chỉ có một Tây Nam Vương. Bất luận trước đây đã xảy ra chuyện gì? Rất có thể cô nương đã bị người khác lừa rồi. Lệ thước lâm vào tình trạng hoảng hốt, đẩy tay chống lên bàn giữ vững thân thể, đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào đoạn bạch nguyệt. Nghe hưởng thống lĩnh nói, cô nương là tiểu thư của thiên nương các. Đoạn bạch nguyệt nói tiếp, nếu thực sự không tin được, vì sao không đi hỏi thẩm tướng quân thử xem, khi đó sẽ biết được trên tường thế nào thôi Lệ thước xoay người chạy ra khỏi phòng Chỉ nói vài ba câu như vậy Rồi đuổi người ta đi sao Sở uyên hỏi Đoàn mạch Nguyệt đưa tay qua cửa sổ kéo hắn vào phòng Sở uyên phủi phủi vạt áo nói Thì ra cảm giác nhảy cửa sổ Chính là như vậy Đoàn mạch Nguyệt nói Không đuổi đi chẳng lẽ còn phải cùng nàng ôn lại chuyện cũ ư Thẩm tướng quân dù sao Cũng là người thân cận với nàng nhất trong thành này Có một số việc trừ hắn ra thì những người khác không nhất định có thể hỏi được cái gì từ nàng. Có người giả mạo người lừa cô nương nhà người khác, sở Uyên nói, lúc trước có từng nghe một chút tiếng gió nào không? Đòi mạch nguyệt lắc đầu, sở Uyên cũng có chút không giải thích được. Từ trước đến nay, danh tiếng của Tây Nam Phủ đúng là không tốt, nhưng cũng đều chỉ nói hắn dã tâm lang sói, mưu đồ bất chính, vân vân. Những chuyện khác lại chưa từng có, mà vẫn luôn đơn độc một mình chưa bao giờ nghe nói, Hàn Vương mắc tơ tình, dây dưa không rõ với bất kỳ ai. Nếu không phải như vậy, thì năm đó Kim su cũng không đến mức, không phải quân không chịu gả Nếu lệ thước không nói dối, thì năm đó, người kia chính là ở ngay trong thành đại lý, giả mạo Tây Nam Vương. Đoàn Mạch Việt rót cho hắn chén trà. Dù là gan đúng là không nhỏ, nhưng kẻ đần cũng biết chuyện này nghìn vạn lần không thể làm lớn được, cho nên ta cả nguyện ý tin tưởng rằng đối phương chỉ muốn lừa một mình lệ thước mà thôi. Giả mạo ngươi, chỉ để lừa tiểu thư của thiên hương các. Sở uyên vẫn không hiểu, mục đích là gì? Điều này còn phải xem thẩm tướng quân điều tra được gì đã, đoà mạch nguyệt nói. Có thể là nàng biết được điều gì đó nên bị người dụ dỗ hoặc cũng có thể là vì muốn lấy thứ gì đó trong tay nàng. Hiện tại không ai có thể nói chính xác được. Sở Uyên gật đầu. Thiên phàm trước giờ tính tình rất tốt quan hệ với các chủ của thiên ưng các cũng rất thân thiết. Chắc lệ thước cũng sẽ nói cho hắn biết chút chuyện thôi. Hiện tại có thể chứng minh sự trong sạch của ta rồi chứ. Đoàn Bạch Nguyệt đưa tay nắm bờ vai hắn. Sở Uyên đáp. Không thể. Đoàn Bạch Nguyệt ủy khuất nói. Cũng đã như vậy rồi. Vì sao vẫn còn không thể? Sở Uyên nhàn nhạt, nhạt nói. Chậm nói không thể thì là không thể. Đây là thánh chỉ. Người dám ngỗ nghịch hai tay đoàn bạch nguyệt trượt xuống nắm tắt lưng hắn lại hỏi Người nãy nhờ diệp cốc chủ tìm độc giả, là vì ta sao cái gì gọi là vì ngươi sở uyên nói giao nhi thích có quan hệ gì với ngươi đâu đoàn bạch nguyệt lưu loát nói ta cũng muốn có sở uyên đáp tự đi mà hỏi tiểu cẩn nghe nói trong quỳnh hoa cốc có rất nhiều đoàn bạch nguyệt ho khan hai tiếng <cười> <cười> thật sự không lên được luôn thì làm sao bây giờ? Sở Uyên nói. Cắt sạch sẽ. Đoạn Mạch Nguyệt gác cảm lên vai Sở Uyên. Cắt rồi, tương lai người dùng... Ui! Sở Uyên vỗ vỗ tay, một mình ra khỏi phòng. Nhìn thấy hai tay của hắn ửng đỏ lên. Tâm tình của đoạn Mạch Nguyệt rất tốt. Bước nhanh vài bước đuổi theo. Trong tiểu viện bên cạnh, Thẩm Thiên phàm cảm thấy cực kỳ lao lực. Cô nương đừng khóc nữa, có chuyện gì cứ từ từ nói. Lệ Thước nói: "Người người trong phòng kia thật sự là đoạn Bạch Nguyệt sao?" Tất nhiên, Thẩm Thiên Phàm gật đầu, "Kia chính là Tây Nam Vương, ai có thể nhận nhầm được." Lệ Thước siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Nghe nàng hỏi ba bốn lần cũng chỉ có một câu này, Thẩm Thiên Phàm cũng đoán được đôi chút, vì vậy thử hỏi, "Cô nương đã từng gặp người giả mạo Tây Nam Vương?" Lệ Thước trầm mặc không nói gì vành mắt dần đỏ lên nước mắt như hạt trâu rơi lá chã không dứt thẩm thiên phàm móc trong tay áo ra một chiếc khăn tay vuông vắn bằng gấm nhìn rồi lại thấy không nỡ bẻ nhét lại vào trong tay áo tiếp tục dùng lời thiện ý an ủi nếu thật sự là như vậy hay là đem mọi chuyện phát sinh lúc trước từ đầu tới cuối kể hết ra chúng ta cùng nghĩ cách giúp cô nương sớm ngày lấy lại công đạo nghe hắn tận tình khuyên giải hồi lâu lệ thước mới bình tĩnh một chút Thẩm Thiên Phàm đưa cho nàng một chén trà nhỏ. Chuyện kể ra cũng rất đơn giản. Mấy năm trước, Lệ Thước thường xuyên rời khỏi Thiên Ưng Các, ngào du giang hồ. Trong một lần tới Tây Nam thì tình cờ gặp được một nam tử trẻ tuổi, cao lớn tuần lãng, mang theo vài chục tôi tớ, tự xưng là Tây Nam Vương, đoạn Bạch Nguyệt, đi ra ngoài săn thú trở về. Đối với Lệ Thước mà nói, thì đây chính là mối tình đầu. Từ nhỏ đến lớn lại được mọi người cưng chiều, chưa từng gặp được kẻ ác mới bị dụ dỗ vài ba câu đã vội siêu lòng, cùng hắn từ định trung thân. Sau đó lấy mất một trong ba đại thánh vật của thiên ưng cáp là linh lung chảm tặng cho hắn, đổi lấy khối tử long quyết kia từ tay đối phương. Linh lung chảm? Thẩm thiên phạm nghe vậy nhíu mày. Nhưng đoạn thời gian trước, lệ huynh tổ chức đại điển tế tự, ba đại thánh vật kia rõ ràng vẫn còn đủ cả nha. Lệ thước do dự một lúc, nhỏ giọng nói. Linh lung trản đó là do ta tìm người phỏng theo làm lại thôi. Cho nên vật đó vẫn đang nằm trong tay đối phương. Thẩm thiên phàm hỏi. Lệ thước gật đầu. Thẩm thiên phàm lại nói. Trước đây chỉ mới nghe lệnh huynh nhắc tới vài lần, nhưng cũng chưa từng hỏi rõ ràng. Suốt cuộc thì linh lung trản kia có công dụng gì? Lệ thước nói. Là một loại thuốc, có thể làm người trúng độc cải tử hồi sinh. Cô nương còn nhớ tướng mạo người đó ra sao không? Thẩm thiên phàm hỏi lệ thước gật đầu thẩm thiên Phàm gọi thuộc hạ vào lệnh hắn dùng tốc độ nhanh nhất tìm trong thành đại côn này một họa sĩ đưa tới trong phủ buổi tối có muốn ra ngoài đi dạo một chút không đoàn mạch miệt hỏi hiện tại khắp nơi trong thành này đều hoang tàn đổ nát sợ là bên ngoài ngay cả một ngọn đèn cũng không có sở uyên hỏi ra ngoài làm chi giải sầu đoàn mạch miệt nói không liên quan gì đến chuyện bên ngoài có cảnh đẹp hay không ta chỉ sợ ngươi ở trong lòng bức bối sinh bệnh thôi sở uyên ngồi xuống bằng ghế đá nói không muốn động mệt ngươi là tâm mệt Đoạn bạch nguyệt đứng ở phía sau giúp hắn nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương chuyện lệ thước cứ giao cho ta là được ngươi giữ lại tinh lực an tâm xử lý việc quân chính đi sở uyên dựa người vào lòng đoạn bạch nguyệt nhắm mắt lại phơi nắng sau khi chiến sự ở đảo bạch Sương kết thúc ngươi định lúc nào sẽ đối phó với sở hạng Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Đợi chiến dịch này xong, phải phân phối lại lực lượng hải quân của đại sở một lần nữa. Cần thêm nhiều nhất là một năm nghỉ ngơi lấy sức. Sau đó tất cả sẽ cùng xuôi nam, đánh trực diện lên đảo Tinh Châu và phỉ miễn quốc. Đoàn Mạch Nguyệt cật đầu. Vậy ta trở về Tây Nam trước, giúp người canh chừng thành quan hải. Sở Uyên nắm tay hắn. Ừ. Không sao. Đoàn Mạch Nguyệt khom lưng ôm lấy Sở Uyên. Ở bên tai thấp giọng nói. Nếu thấy nhớ ta thì hãy viết một phong thư Ta tới Vương Thành gặp ngươi Sở huyền bĩu môi Ta nhớ ngươi làm chi Thật sự không cần ra ngoài đi dạo một chút sao Đoàn Mạch Nguyệt nói Coi như là lười biếng một lúc đi Trong vương phủ này Khắp nơi đều là người Nhìn phát hoảng Lát nữa ồn ái khanh sẽ tới Sở huyền đáp Vậy thì càng phải đi rồi Đoàn Mạch Nguyệt kéo hắn dậy Mạnh mẽ dẫn ra khỏi phủ sở uyên cầm chiếc phiến vỗ vỗ vào đầu đoạn mạch nguyệt lớn mật đoạn mạch nguyệt hỏi lần này muốn phạt cái gì phạt người ba ngày không cho phép ăn thịt sở uyên tạt vào bên đường mua một cái đấu lạp cầm trong tay lắc lắc nếu đã ra ngoài hay là tới bờ biển đi đoạn mạch nguyệt gật đầu hai người đi lòng vòng qua các hẻm nhỏ quanh co khúc chiết ra khỏi thành gió ở bờ biển hơi lớn bãi biển cũng không có nhiều người hoàng hôn buông xuống xa xa mơ hồ có tiếng sấm sét chuyển lại sóng biển dâng cao vỗ lên bãi đá đen ngòm rồi vỡ tung bọt trắng xóa ngay cả mặt đất dưới chân cũng như rung động theo đoàn mạch nguyệt mở áo choàng bao kín người sở uyên sở uyên nói đứng ở chỗ này một lúc trong đầu đúng là thoải mái hơn rất nhiều thích bờ biển sao đoàn mạch nguyệt đưa tay ôm lấy bờ vai của hắn gần vọng tịch tiêu có một hải đảo nhỏ ta mua lại nhé sau này cùng nhau tới đó ở Tỉ mỉ ngẫm lại, người mua ít nhất cũng phải mười mấy tòa nhà rồi. Sở Uyên buồn cười nhìn hắn. Từ Đại Mạc đến Nam Hải, thật sự muốn tới những nơi đó làm viên ngoại hay sao? Còn tận vài thập niên mà, đoạn mạch nguyệt nói. Hai ba năm đổi một lần, không thích ở bờ biển này nữa, điền chạy ngay vào núi. Cũng không cần sợ, ở mãi một nơi sẽ buồn chán nữa. Nào có nhiều đắn đo như thế, ở trong cung suốt hơn hai mươi năm, không phải cũng như vậy đó thôi. Sở Uyên siết chặt áo choàng. Chuyện này không giống, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Chính là vì đã bị nhốt trong hoàng cung quá lâu rồi, cho nên sau này nhất định phải bù đắp lại. Giang sân này tuy là của ngươi, nhưng trọng trách phải gánh trên vai lại quá nhiều. Đợi tương lai có thể gỡ xuống tất cả mệt nhọc đó, ta sẽ dẫn ngươi đi từ Bắc tới Nam, nhìn tất cả cảnh đẹp non sông. Sở Uyên rút tay về hỏi. Khi đó đều già rồi, làm sao bây giờ? Già rồi thì đã sao? đoàn mạch nguyệt cũng chán mình vào chán hắn ta cõng người đi sở uyên bĩu môi còn cõng nổi sao người ăn ít một chút chắc chắn ta sẽ cõng nổi đoàn mạch nguyệt trên thành thể thốt sở uyên bật cười đưa tay tắt hắn một cái lắm lời đây không gọi là lắm lời mà là muốn chọc ngươi vui đoàn mạch nguyệt nói nhìn sắc trời có lẽ sắp mưa rồi về thôi sở uyên lắc đầu muốn đứng thêm một lúc nữa đoàn mạch nguyệt nói đứng thêm một lúc nữa thì sẽ mắc mưa sở uyên lại hỏi mắc mưa thì sao thì sẽ không sao nhưng phong hàn vẫn chưa khỏi hẳn muốn mắc mưa cũng phải đợi sau này đã đoàn mạch nguyệt ôm sở uyên nhảy xuống bãi đá nếu thấy vương phủ quá ồn nào ta dẫn người tới chỗ khác ở chỗ nào đi là biết đoàn mạch nguyệt làm ra vẻ thần bí sở uyên nhướng mi cùng hắn trở về thành sắc trời dần trở tối mây đen ùn ùn kéo tới từ trên trời xa xa chỉ sau một lát mà cả bầu trời đều đen kịt nhìn như sắp mưa to hai người dừng chân trước cửa một khách điếm một dãy đèn lồng đỏ thắm chập chờn lay động theo gió bảng hiệu trải qua năm tháng dầm mưa dãi gió chỉ còn lại bốn chữ lớn loang lổ hải nhai tiểu trúc còn tưởng là muốn đi đâu sở uyên nói thì ra chỉ là một khách điếm trong thành này cũng không có nơi nào khác đủ điều kiện để nghỉ chân Đoàn Mạch Nguyệt nói. Dù nhìn bên ngoài trông hơi cũ kỹ một chút, nhưng bên trong cũng rất sạch sẽ ngăn nắp, thức ăn cũng không tệ, hay là tối nay qua đêm ở đây đi. Đối diện chính là vương phủ, vì sao lại phải chạy đi ngủ ở khách điếm? Sở Uyên hỏi. Ở đây thành tĩnh, đoàn mạch nguyệt nói, coi như là thương cảm cho dân tình đi. Có người quấy rối có thể thương cảm ra cái gì? Sở Uyên vỗ vỗ lồng ngực hắn, đưa tay đẩy cửa ra tiểu nhị đang ngồi sau quầy hàng ngủ gật nghe được động tĩnh vội vàng đứng dậy nhưng không ngờ hoàng thượng lại đích thân tới đây nhất thời sợ mất mật quỷ phịch xuống đất lại giơ hai tay lên dụi dụi mắt tưởng mình đang nằm mơ hãy bình thân sở uyên hỏi có phòng hảo hạng không bẩm bẩm hoàng thượng tiểu nhị lắp bắp hỏi ở đây không có phòng hảo hạng tất cả các phòng đều đều giống nhau hết ạ nói xong lại mau chóng bổ sung Trưởng quỹ đã về nhà rồi Tiểu nhân lập tức đi gọi hắn tới đây Tìm một gian phòng có tầm nhìn tốt Sở Uyên nói Chấm chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh Để có thể nghe mưa nghe gió Không muốn quấy rầy người khác Trưởng quỹ nhà ngươi đang ngủ ngon Đừng nên quấy rầy. Dạ 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 Tiểu nhị liên tục gật đầu Hắn chỉ nhận ra được hoàng thượng Vì vài ngày trước lúc hoàng thượng vào thành Cũng có tới nhanh đón Chứ không hề biết gì về đoạn bạch nguyệt Chỉ nghĩ đó là thị vệ Hoặc là một đại quan nào thôi vì thế mau chóng thu xếp hai gian phòng sát nhau, rồi khoang người lui ra ngoài. Sở Uyên bước vào phòng, đưa mắt nhìn chung quanh. Đúng là hơi cũ kỹ chút, cũng đúng là rất sạch sẽ. Đoàn Bạch Nguyệt giúp hắn cởi áo choàng ra, hỏi, có lạnh không? Không lạnh. Sở Uyên đẩy cửa sổ ra, một luồng gió ngay lập tức lùa vào phòng, mang theo mưa bụi nhỏ li ti. Nhìn xuống bên dưới chính là một góc phố nhỏ nhỏ. Hai ba người đi đường đang vội vã chạy vì trời mưa, rồi lại có tiếng kêu len keng của nồi niêu song chảo truyền tới. Nhìn theo tiếng vang thì thấy cách đó không xa có một quán đường cao vẫn còn mở cửa buôn bán. Đèn lồng màu đỏ chiếu sang một vùng sáng giữa đêm đen, vô cùng ấm mát. Muốn ăn không? Đoàn Bạch Nguyệt hỏi. Sở Uyên gật đầu. Chờ ta. Đoàn Bạch Nguyệt vỗ nhẹ hắn, xoay người xuống lầu. Sở Uyên đứng bên cửa sổ nhìn Đoàn Bạch Nguyệt chạy ra cửa khách điếm, dẫm lên vô số vũng nước nhỏ trên đường tới dưới mái hiên nhà bán đường cao nói với lão bản điều gì đó một lát sau lại ôm một túi giấy chạy về một tay đặt trên trán cản bớt mưa gió hơi có chút chật vật thế là sở uyên liền cười ra tiếng tới thửa dịp còn nóng ăn đi đoàn bạch nguyệt đẩy cửa bước vào phòng để túi giấy lên bàn phủi phủi nước mưa dính trên y phục vừa mới ra lò lão bản nói ăn khi còn nóng mới ngon bên trong còn bỏ thêm đậu đỏ sở uyên hôn nhẹ lên môi hắn thời gian rất ngắn nhưng cũng rất mềm rất ấm. Đoàn Bạch Nguyệt hơi ngạc nhiên hỏi. Làm sao vậy? Không sao hết. Sở Uyên ôm lấy thắt lưng hắn. Chỉ là cảm thấy như thế này thật tốt. Xung quanh an tĩnh không có người nào quấy rối. Người yêu thương nhất đang ở ngay bên cạnh. Cảm thấy mệt mỏi liền nhắm mắt lại ngủ. Không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Năm tháng yên bình như vậy. Thật giống như trở lại mấy năm trước ở thành Vân Đức. Hai người ôm nhau ngủ. Rất muốn. Rất muốn mỗi đêm đều sẽ kéo dài rằng rằng tốt nhất là vĩnh viễn cũng không tới hừng đông tiểu ngốc đoàn mạch nguyệt chợt hiểu vòng tay ôm chặt lấy sợ uyên trái tim đau như cắt chỉ hận không thể nâng niu hắn trong lòng bàn tay cứ như vậy trở về tây nam giấu trong ổ chăn không cho bất cứ ai nhìn cho dù chỉ là một cái liếc mắt sợ uyên ôm lấy cổ đoàn mạch nguyệt lần nữa nhắm mắt hôn lên đoàn mạch nguyệt phất tay đóng cửa sổ lại để hắn lên tường đôi môi như muốn dính liền vào nhau không bao giờ muốn tách ra nữa bên trong vương phủ thẩm thiên phàm cầm một bức họa chân mày hơi nhăn lại diệp cẩn gõ cửa có thể vào trong không tất nhiên thẩm thiên phàm đứng dậy ra mở cửa ngoài trời vẫn đang mưa sao đại tẩu lại tới đây <laughs> diệp cẩn nghiêm túc ho khan thẩm thiên phàm thích thời sửa lại diệp đại ca hầm canh cho thiên phong nhân tiện mang tới cho ngươi một chén diệp cẩn để thực hạp trong tay xuống bàn Ánh mắt vô tình thấy bức họa, ngạc nhiên hỏi Người đang vẽ, hoàng thượng sao? Đại tẩu cũng thấy giống hoàng thượng ư? Thẩm thiên phàm hỏi Thế là diệp bước chủ lại ho khan một tiếng Không nên kêu loạn à, đại tẩu của ngươi là ai? Ta và đại ca ngươi cũng không phải rất quen thuộc Có điều, lúc này thẩm thiên phàm cũng không kịp thời sửa lại nữa Mà tiếp tục nói Bức họa này chính là do họa sĩ trong thành căn cứ theo miêu tả của lệ thước vẽ ra theo lời nàng nói, thì ít nhất cũng giống người năm đó đến 8 phần. Lệ thước, cho nên đây chính là Đoạn Bạch Nguyệt. Diệp Cẩn hoài nghi, lại cầm bức họa lên xem một chút, tuy không giống Sở Uyên 10 phần, nhưng đều muốn khẳng định người trên bức họa này là Đoạn Bạch Nguyệt, trừ khi là mắt mù. đích xác là giống hoàng thượng, nhưng cũng có thể là một người khác, Thẩm Thiên Phạm nói. Cao Vương Sở Hạng, ta chưa từng nhìn thấy hắn. Diệp Cẩn thả bức họa xuống bàn, nhíu mày nói: vậy ý của ngươi là sở hạng đã từng ở thành đại lý giả mạo đoạn bạch nguyệt thẩm thiên phàm gật đầu lý do là gì diệp cẩn hỏi tiếp mấy ngày nay hắn cũng chỉ nghe thẩm thiên phong nói vài câu về chuyện của lệ thước cũng không hiểu rõ lắm ngọn nguồn mọi chuyện bởi vậy chẳng hiểu ra sao thẩm thiên phàm nói ta cũng không rõ lắm sao lại có quan hệ tới đoạn bạch nguyệt nhỉ diệp cẩn lắc đầu xoay người ra cửa việc này có chút kỳ lạ Ta đi tìm hoàng thượng hỏi thử xem Thẩm thiên phàm nhắc nhở Hoàng thượng đã ra ngoài rồi Ra ngoài Diệp Cẩn soạt một cái quay đầu lại Đi đâu Thẩm thiên phàm nói Nghe tứ hỉ nói thì có lẽ là tới bờ biển Mưa to gió lớn thế này Tới bờ biển làm chi Diệp Cẩn trừng to mắt Phong hàn mới vừa đỡ Vì sao không biết tự giác chút nào Nếu bệnh tình chuyển nặng thì phải làm sao bây giờ Suy nghĩ một chút lại tiếp tục hỏi đi cùng với ai lần này thẩm thiên phàm phản ứng cực nhanh không đi cùng ai hết đi một mình thôi dẫn theo ảnh vệ một mình mới lạ dịp cẩn tức giận nắm quyền vì sao mới chỉ chốc lát không canh chừng thôi mà đã lén lút chạy theo đầu hói kia rồi có thể an phận là một hoàng đế tốt được hay không á ha? khách điểm này rất yên tĩnh dường như có thể nghe rõ cả tiếng sóng biển dì xào và tiếng mưa gió bên ngoài thì thoảng có tia gió len lỏi vào phòng qua song cửa sổ làm lay động màn giường và ánh lính đoàn mạch nguyệt nghiêng người kéo chăn lên cao che lại bờ vai trần lộ xa bên ngoài của sở uyên sở uyên mở mắt đánh thức ngươi sao đoàn mạch nguyệt đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn lọn tóc của hắn một lúc lâu nữa trời mới sáng ngủ tiếp đi sở uyên nghiêng người vùi mặt vào ngực hắn tiếp tục mơ giấc mộng còn sang giờ. đoàn mạch nguyệt thì lại thức trắng cả đêm không muốn ngủ cũng không nỡ ngủ mãi đến khi bóng đêm dần dần đuôi bước ánh nắng vàng ấm áp dọi vào ô cửa sổ mới nhẹ nhàng đánh thức người đang ngủ trong lòng mình dậy sở uyên lười mở mắt hỏi trời đã sáng rồi ư đoàn mạch nguyệt nói đêm qua người nói phải trở về sớm ừ sở uyên ngồi dậy truyền vài quan viên địa phương tới mấy ngày nữa là đại quân phải ra biển rồi trong thành đại côn này vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải giao phó đoàn mạch nguyệt ôm hắn từ phía sau Ta sẽ cùng ngươi đi đánh đảo Bạch Sương." Tây Nam Quân không giành thủy tính, không cho phép. Sở Viên lắc đầu. "Ai nói Tây Nam Quân đi đâu?" Đoàn Bạch Nguyệt giúp hắn mặc y phục. "Sở Quân phải ra biển, mà chiến loạn ở thành đại côn này vừa mới chấm dứt, khó tránh khỏi vẫn còn Dương nghiệt đang đợi thời cơ làm loạn. Thay vì điều quân đội từ nơi khác tới, chi bằng để Tây Nam Quân lưu lại đây duy trì trật tự, sau khi ngươi đại thắng trở về rồi." Ta phân tán quân đội về Tây Nam cũng không muộn. Sở Uyên nói, cho nên ngươi muốn ở lại thành Đại Côn. Là Tây Nam quân ở lại thành Đại Côn, đoàn mạch nguyệt gác cầm lên vai hắn. Ta cùng ngươi ra biển, bởi vì phải thị tẩm. Sở Uyên trở tay cho hắn một cái tát. Cứ quyết định vậy đi, đoàn mạch nguyệt cọ cọ hắn, lại nhắc nhở. Nếu Diệp Cốc Chủ biết rồi tung độc dược khắp nơi, người nhất định phải ra mặt nó giúp ta, sở uyên đạp giày xuống giường dứt khoát lưu loát nói mặc kệ đoàn mạch nguyệt ngồi xếp bằng trên giường thở dài bất kể thế nào tiểu cứu tử cũng thật đáng sợ tiểu cứu tử chính là em vợ mặc dù khách điếm này nhìn hơi cũ kỹ nhưng thức ăn lại nấu rất ngon sở uyên ăn hết một bát mì lớn lại gọi thêm vài gói điểm tâm mang theo rồi mới cùng đoàn mạch nguyệt trở về vương phủ bởi vì lúc này vẫn còn quá sớm nên phần lớn mọi người vẫn chưa thức dậy ngược lại cũng rất thành tĩnh. Dọc đường đi, Đoàn Mạch Nguyệt đều nắm tay hắn, đưa đến cửa ngự thư phòng rồi với xoay người định trở về tiểu viện của mình. Nhưng trên đường đi thì gặp Thẩm Thiên Phàm. Tướng quân, Đoàn Mạch Nguyệt nói, có phải là đang muốn tới ngự thư phòng hay không? Phải, Thẩm Thiên Phàm gật đầu. Chuyện lệ thước đã hỏi rõ được hơn phân nửa rồi. Muốn tới bẩm báo Hoàng thượng một tiếng. Hiện giờ Hoàng thượng có rất nhiều vị đại nhân vây quanh. Trong sân viện còn có ba người đang đứng chờ, Ê là phải sau giờ ngọ mới có thể rảnh rỗi Đoàn Mạch Nguyệt nói Tướng quân hỏi được cái gì rồi Có thể báo trước cho bổn vương biết được không Thẩm thiên phàm gật đầu Tất nhiên là được Thầy hắn đáp ứng sảng khoái như vậy Đoàn Mạch Nguyệt có chút ngạc nhiên Thẩm thiên phàm nói Lúc trước hoàng thượng từng phân phó Nếu vương gia muốn biết bất cứ chuyện gì Cũng không được có nửa phần giấu giếm Thì ra là vậy á à. Tây Nam Vương xoa xoa cầm ý cười dường như lan tỏa trên từng sợi lông tơ trên mặt. Thẩm thiên phàm ho khan hai tiếng, cùng hắn trở về tiểu viện, đem chuyện của lệ thước kể đại khái lại một lần nữa. Sở hạng sao? Đoàn mạch nguyệt nhíu mày. Đây là bức họa đêm qua họa sĩ vẽ lại. Thẩm thiên phàm lấy trong tay áo ra một tờ giấy. Tuy không giống được mười phần, nhưng cũng không khác biệt nhiều lắm. Nếu thực sự là sở hạng, thì sao lúc lệ thước diện thánh lại không có biểu hiện gì khác thường? Đoàn mạch nguyệt không hiểu. Đêm đó trong phòng ánh nến mở tối, nàng lại chưa từng ngẩng đầu lên, luôn nấm nớp lo sợ. Thẩm Thiên Phàm đáp, có lẽ nàng căn bản không thấy rõ tướng mạo của hoàng thượng. Thì ra là thế. Đoạn mạch nguyệt cuộn bức họa lại, đặt lên bàn. Cho nên nói sở hạng khổ tâm mạo hiểm lớn như vậy, mục đích cuối cùng chính là vì muốn lấy đi linh lung chảm từ tay lệ thước, dùng để cứu sống người nào đó sao? Trên thế gian này, ngoại trừ Nam Ma Tả tiền bối ra, thì chuyện một người có thể chết đi rồi sống lại quả thực không có phần nào đáng tin thẩm thiên phàm lắc đầu nhưng mà kệ có công dụng gì sở hạng muốn có lùng linh chản cũng là sự thật ngoài ra vẫn còn một chuyện mà ta không thể nào hiểu được đó là vì sao hắn phải giả trang thành vương gia để lừa gạt lễ thước dù sao việc Tây Nam Phủ giã tâm lang sói cũng đã nổi danh khắp trốn các cô nương tiểu thư bình thường của sở quốc chỉ sợ vừa nghe đến tên đoạn bạch nguyệt cũng đã sợ hãi quá chừng rồi đâu dám thể nguyện hẹn ước cả đời gì nữa. Càng đừng nói tới chuyện, ở ngay trong thành đại lý, mạo danh Tây Nam Vương. Nếu chuyển ra ngoài, thì chẳng phải là đã tự dứt phiền phức vào thân hay sao? Có thể nào là vì muốn khơi mào mâu thuẫn giữa thiên ưng Các và Tây Nam Phủ không? Đoàn Mạch Nguyệt suy đoán. Quan hệ giữa các chủ thiên ưng Các và từng quân lại rất tốt. Nếu biết muội muội nhà mình bị vũ nhục như vậy, chắc chắn sẽ nuốt không trôi. Nhưng cũng không thể nào trực tiếp đối đầu với Tây Nam Phủ được cho nên 8 phần 10 là sẽ cầu trợ tướng quân. Thẩm tướng quân như có điều suy nghĩ. Nếu tướng quân đáp ứng tương trợ, cũng không có nhiều khả năng sẽ vận dụng được nguồn binh lực trong chiều. Nhưng lại còn có một nhật nguyệt sơn trang. Tòa Mạch Nguyệt nói, không ai muốn tỉ tiện trêu chọc môn phái lớn nhất giang hồ võ lâm trung nguyên. Tây Nam Phủ cũng không ngoại lệ. Dù sao đi nữa, sau lưng nhật nguyệt sơn trang cũng chính là toàn bộ giang hồ. Sau đó sở hạng sẽ ra mặt, thuyết phục vương gia cùng hắn kết minh để có thể thoát khỏi tình trạng cô lập, bị cả triều đình và võ lâm quay lưng muốn diệt. Ý vương gia có phải là vậy không? Thẩm thiên phàm nói. Đoàn mạch nguyệt gật đầu. 9 phần mười là vậy. Chẳng qua là hắn không ngờ tới. Hoàng thượng và vương gia là người trung thuyền. Cũng không ngờ tới lệ ưng sẽ chọn giấu giếm mọi chuyện, nuốt trôi được lửa giận này. Thẩm thiên phàm nói. Vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tương kế tiểu kế. Đoàn mạch nguyệt rót hai chén trà, Thẩm Thiên Phàm nói. Nhưng chuyện vương gia liên thủ với hoàng thượng, e là đã chuyển khắp thiên hạ rồi. Cũng đều là vì lợi ích mà thôi, đoàn bạch nguyệt nói. Danh tiếng của Tây Nam Phủ đã tồn tại nhiều năm như vậy rồi, cũng không thể chỉ dựa vào một chiến dịch mà có thể tẩy trắng được. Sở hoàng cho bổn vương nhiều lợi ích hơn sở thừa, ta sẽ đáp ứng cùng hắn liên thủ. Nhưng nếu sở hoàng muốn qua sông phá cầu, Tây Nam Phủ tất nhiên sẽ trở mặt nếu làm như vậy mà có thể dẫn dụ sở hoàng hiện thân thì cũng tốt. Thẩm Thiên Phàm nói, có thể dùng khoảng thời gian ngắn như vậy, Bình Đông Hải, Định Nam Dương, Hoàng thượng chính là người đầu tiên trong thiên cổ. Đoàn Mạch Nguyệt cười cười, lại đưa cho hắn một chén trà nhỏ. Quả thật, cho đến buổi chiều ngày hôm đó, sở Uyên mới nhản rỗi một chút. Hoàng thượng, tứ hỷ công công bước vào cửa nói, có muốn truyền thiện không? Không còn ai nữa sao? Sở Uyên đi ra khỏi phòng, cuối cùng thì cũng có thể thở ra một hơi. Thật ra vừa rồi ôn đại nhân có tới. Tứ Hỷ nói, nhưng bị vương gia chặn giữa đường, nói là có việc gì sáng mai tới lại cũng được, đuổi đi rồi. Sở Uyên bật cười, hắn còn có thể đuổi được ôn ái khai ngư. Tứ Hỷ nói, dùng ba túi điểm tâm lớn, còn có một phần trà phổ nhị hảo hạng nữa. Sở Uyên gật đầu, không tệ, ôn ái khanh kiếm lời rồi nhưng buồn vương quá lỗ đoàn mạch nguyệt bước vào cửa viện theo sau là thẩm thiên phàm vương gia tướng quân tứ hỷ công công hành lễ xong lại nhắc nhở hoàng thượng vẫn chưa dùng bữa nữa chỉ vừa mới ngừng thương nghị chính sự thôi không sao đưa vài món điểm tâm thanh đạm tới là được sở uyên nói giữ bụng để tối nay ăn nghe nói trừ vị thiếu hiệp của truy ảnh cung muốn nấu lẩu thân là vua một nước loại cơm này nhất định phải ăn một bữa dù sao đó chính là truy ảnh cung Từ trước đến nay chỉ có bọn họ chiếm tiện nghi của người khác mà thôi Dạ Tứ hỉ công công vội vàng lui xuống chuẩn bị Sở Uyên cũng không vào phòng Ngồi xuống băng ghế nhỏ trong sân viện hỏi Có chuyện gì sao? Là chuyện về lệ thước Đoàn Mạch Nguyệt ngồi xuống bên cạnh sở uyên Đem mọi chuyện nói rõ ràng Thẩm thiên phàm bổ sung Lệ thước vẫn còn ở trong phòng Để tâm tình của nàng bình ổn hơn rồi mặt tướng sẽ sai người đưa nàng về thiên lương tác sở uyên nhíu mày thấy thế nào đoàn mạch nguyệt hỏi cùng nhau diễn thêm tuồng kịch nữa lửa sở hạng mắc câu sở uyên lắc đầu chấm không cho phép đoàn mạch nguyệt ngạc nhiên vì sao không cho phép chính là không cho phép sở uyên đứng dậy nói với thẩm thiên phàm lúc đưa lệ thước về nhà thuận tiện nói với lệ ưng nếu để người khác biết chuyện này thì sẽ lấy tội phản quốc luận xử. Dạ. Thấy sắc mặt hắn âm trầm, thẩm thiên phàm cúi đầu nhận lệnh, thức thời rời khỏi tiểu viện. Sao vậy? Đoàn mạch nguyệt nắm tay hắn. Mất hứng thì thôi không làm, không cho phép tức giận. Sở hạng nghĩ như thế nào? Chấm không quản được. Bút trưởng này, ngày sau sẽ tìm hắn tính sổ. Sở uyên nói. Chẳng qua là từ nay về sau, Tây Nam Phủ đều chỉ có thể là đồng minh của đại sở cũng không cần diễn tuồng kịch gì nữa vì sao đoàn mạch nguyệt hỏi ngươi là người như thế nào trong mắt người trong thiên hạ cũng nên là người như thế đó sở uyên nhìn hắn sự an ổn của giang sơn này không nên thành lập bởi vô vàn tiếng xấu người phải gánh trên lưng đoàn mạch nguyệt lắc đầu cong ngón tay gõ nhẹ lên sống mũi của hắn lại suy nghĩ lùng tung nữa rồi nhiều năm như vậy cũng đã nhiều năm qua đều làm như vậy là bởi vì ta vô năng cần ngươi bảo hộ ta thay ta giết người thay ta lấy lòng phụ hoàng thay ta diệt trừ ngoại địch sở uyên ngắt lời hắn nhưng bây giờ ta đã ngồi vững ngôi vị hoàng đế cũng muốn bảo hộ ngươi sau chiến dịch ở thành đại côn khó khăn lắm tây nam phủ mới có được chút danh tiếng tốt nên vô luận như thế nào cũng không muốn bôi đen thêm lần nữa đoàn mạch nguyệt nhìn vào mắt hắn đáy lòng có hàng vạn lời muốn nói nhưng lại không biết phải nói thế nào cho dù không bảo hộ được Cũng không muốn lợi dụng nữa Sở Uyên tránh tay hắn Giọng nói rất nhỏ, rất nhẹ Biết ta từ nhỏ đã thích ngươi Lừa gạt tình cảm của ta Để ta giúp ngươi tranh ngôi vị Khi đó mới gọi là lợi dụng Đo mạch nguyệt thở dài Ôm chặt hắn vào lòng Ở bên tai thấp giọng nói Nhưng nếu cũng thật sự thích ta Thì không thể gọi là lợi dụng Đó gọi là lưỡng tình tương duyệt Lòng ta cam tâm tình nguyện sau này không được nói lung tung như vậy nữa được không sở uyên nhắm mắt lại vùi mặt vào cổ hắn hồi lâu sau mới nói ừ được rồi đòi mạch nguyệt vỗ nhẹ lên lưng hắn chuyện lệ thước cứ coi như ta chưa nói gì người muốn làm như thế nào thì cứ làm như thế ấy đợi đánh đông hải xong ta sẽ cùng ngươi ra biển đánh nam dương được không sở uyên gật đầu được đòi mạch nguyệt cười cười cúi đầu hôn hôn lên mái tóc của hắn. Tử hỷ công công bưng khay thức ăn đứng ở bên ngoài, vô cùng cảm động, nhưng cũng cực kỳ sốt ruột. Cháo sắp nguội mất rồi, vì sao vương gia còn chưa chịu buông tay? Hoàng thượng sắp đói xỉu rồi. Còn một chuyện nữa, một lát sau, đoàn bạch nguyệt nói. Nếu người lửa gạt lệ thước thật sự là sở hạng, thì năm đó có thể hắn cũng đã nhìn thấy tử long quyết rồi. Có thể nào đoán được quan hệ giữa ta và ngươi hay không? Sở Uyên lắc đầu. Không đâu, Tây Nam Phủ từ trước đến nay đều lấy tử, màu tím, phi tôn. Tuy khối ngọc quyết này không phổ biến, nhưng cũng không hiếm có đến nỗi cả thiên hạ chỉ có một khối. Người có thể sở hữu nó cũng không có gì kỳ lạ. Huống chi năm đó, vừa nghe được tin tức thì ta liền tới gặp phụ hoàng hỏi xin nó. Sở hạng chưa từng nhìn thấy lần nào, có lẽ cũng đã quên mất chuyện đó từ lâu rồi. Đoàn mạch nguyệt gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Tứ hỉ công công nhìn thấy hai người rảnh rỗi Vội vàng bưng cơm cháo vào Chính sự đúng là cần bán Nhưng cầm nước cũng cần phải ăn Ba ngày sau Thẩm thiên phàm phái thần tín đưa lệ thước trở về thiên ưng tác. Việc này coi như tạm thời bị bỏ qua Lúc xe ngựa ra khỏi phủ Vừa vặn gặp sở uyên vào cửa Thì vệ phụ trách hộ tống lệ thước định hành lễ Thì bị hắn đưa tay ngăn lại Tứ hỉ cùng sở uyên men theo đường nhỏ trở về tiểu viện Đúng lúc lệ thước vén màn xe ngựa nhìn ra bên ngoài Đêm hôm đó không có can đảm ngẩng đầu lên Lần này lại trùng hợp thấy được dung mạo thật sự của thiên tử Một thân long bào minh hoàng Tóc đen được ngọc quan buộc lại trên đỉnh đầu Đuôi mắt cong cong Nhìn qua có chút quen thuộc Lệ thước sửng sốt Muốn nhảy người ra nhìn theo Như xe ngựa đã ra khỏi phủ Mười ngày sau Đại quân sở quốc chính thức xuất chiến Tấn công đảo Bạch Sương Vừa mới sáng sớm mà kẻ lệnh cũng đã vang vọng khắp biển trời Ngư dân và dân chúng trên lớn trên bờ biển cầu phúc mà tổ nương nương phù hộ để đại quân đại thắng trở về diệp cẩn ngồi trên lan can gặm quả lê thuận tiện giám thị tây nam vương không có việc gì thì không nên tùy tùy tiện tiện chạy loạn khắp nơi á. À. thẩm thiên phong dở khóc dở cười tâm tình sở uyên ngược lại không tệ ngày ngày lênh đênh trên biển dù sao cũng buồn chán bởi vậy hắn cực kỳ thích nhìn hai người gây nhau tuy nói hải quân đại sở được trang bị hoàn mỹ nhưng dù sao Thanh Cầu cũng là bộ hạ cũ của Đại Minh Vương, vân đoạn hồ năm đó. Đối với Đông Hải này, hiểu rõ như lòng bàn tay. Đảo Bạch Sương lại được bao vây bởi sương mù dày đặc. Không ai biết, rốt cuộc bên trong có thứ gì. Bởi vậy không ai dám lơ là cảnh giác. Thời gian thoáng chốc đã qua hơn một tháng. Người trên chiến thuyền cũng đã quen nhìn kiểu điện hạ đuổi theo Tây Nam Vương chạy khắp nơi. Rất hùng dữ. Vì vậy ngày hôm đó vừa nghe tin Diệp Cẩn một thân một mình dòng thuyền rời đi. Phản ứng đầu tiên chính là bị Tây Nam Vương chọc giận bỏ đi rồi. Đừng gặp chuyện gì không may à? Tiểu binh lo lắng nói. Có thể gặp chuyện gì chứ? Thẩm minh chủ sẽ đuổi theo ngay lập tức. Ôn đại nhân và triệu đại đương gia cũng đi rồi. Lại có người nói tiếp. Hai người đều là cao thủ. Hơn nữa với miệng lưỡi ôn đại nhân thì đừng nói là kiểu điện hạ. Cho dù có chính kiểu điện hạ cũng có thể mang người trở về thôi. Ta thật là oan uổng. Bên trong khoang thuyền Đoàn Mạch Nguyệt rũ hai tay. Đại quân đang thả neo lấy nước ngọt. Ta cũng ở đó hỗ trợ. Làm sao có thời gian trêu chọc hắn được? Chẳng lẽ là cái nhau với Thiên Phong? Sở uyên nhíu mày Đoàn Mạch Nguyệt đột nhiên đưa mặt sát vào hắn. Làm cái gì? Sở uyên giật mình, lùi ra phía sau cảnh cáo. Ngồi lại đàng hoàng. Hồi một cái, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Sau đó ta sẽ nói người biết bọn họ đi đâu. Sở uyên ngạc nhiên ngươi làm sao mà biết được ta không biết nhưng ta sẽ đoán cũng biết hải vực này là địa bàn của ai đoàn mạch nguyệt nói nếu không cho ta hôn một cái cũng được sở uyên suy nghĩ một lúc lại quan sát vẻ mặt của hắn một chút đưa ra quyết định không muốn nói thì thôi không nói thì đi ra ngoài đi tây nam vương cảm thấy bị thương rồi thật sự không muốn nghe sao sở uyên phất tay đuổi người đi ra ngoài đi ra ngoài đoàn mạch nguyệt giơ tay đầu hàng chịu thua ta nói là được vùng này gọi là thải hồng khẩu thải hồng khẩu có nghĩa là cửu cầu vồng thải hồng khẩu thì thế nào sở uyên chống cảm nhìn hắn thải hồng khẩu có tộc ngư vĩ đoàn mạch nguyệt nói cái này ngươi nghe chưa sở uyên giật mình một cái gật đầu ừ dù được gọi là ngư vĩ nhưng cũng không phải là người cá mà là một bộ tộc gồm những người sinh sống ở tại Đông Hải. Thủy tính cực tốt, am hiểu luyện kim chế thiết, có thể tạo ra những loại binh khí, ám khí hoàn mỹ nhất thế giới. Nhiều năm trước đã từng theo Đại Minh Vương Đông Trinh Tây Chiến, cản quét vô số hải tặc và uy phỉ, là thần hộ mệnh của ngư dân. Sau biến cố năm đó, gần đoạn hồn sinh tử không rõ, tộc ngư vĩ cũng mai danh ẩn tích, triệt để biến mất khỏi thế gian, chưa từng xuất hiện lại lần nào có ôn đại nhân ở đó chưa biết chừng có thể thuyết phục được tộc nhân tộc ngư vĩ gia nhập lực lượng hải quân của đại sở đoàn mạch nguyệt nói có bọn họ tương trợ cũng có thể so với vài nghìn quân đội của chúng ta cho dù có thể tìm được chắc đối phương cũng sẽ không đáp ứng sở uyên lắc đầu chuyện xảy ra năm đó thực ra mấy ngày nay ôn ái khanh cũng thường nói bóng nói gió kể nhiều chuyện về cuộc hải chiến ấy tuy không nói rõ ra nhưng cũng có thể dễ dàng nhận thấy hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc rằng Đại Minh Vương trước sau như một chưa từng có ý định tạo phản, mà chính là Phụ Hoàng bị người che mắt, thảm hại trung lương. "Ồn đại nhân muốn giúp Đại Minh Vương bình phản sao? Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Có thể lắm, sở uyên nói. Trước mặt người khác, ta chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Nhưng ở trước mặt ngươi, ta không muốn che giấu bất cứ điều gì. Người cũng hiểu rõ Đại Minh Vương tuyệt đối không có ý đồ gian trá sao? Đoàn Bạch Nguyệt ngồi xuống bên cạnh hắn. Không chắc chắn, nhưng nếu năm đó hắn thật sự muốn mưu phản, thì từ Đông Hải về Vương Thành cũng có quá nhiều cơ hội để ra tay. Sở Uyên nói, lúc đó thực lực của Hải quân đại sở rất yếu nhược, lại không có chút kinh nghiệm tác chiến trên biển nào. So ra kém vân gia quân ba phần. Hơn nữa trong chiến dịch lần đó, bà chữ Đại Minh Vương ở khắp vùng Đông Hải còn uy danh hiển hách hơn so với sở hoàng nhiều muốn phản cũng dễ như trở bàn tay cần gì phải theo đại quân trở về vương thành thậm chí đồng ý để vân gia quân phân tán xếp vào lực lượng quân đội của đại sở đem bản thân đặt vào tình cảnh tứ cố vô thân không nơi nương tựa rồi mới muốn phản Đòi bạch nguyệt để hắn dựa đầu vào vai mình sở uyên nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa thần đang ở vị trí này có một số việc cho dù biết được chân tướng cũng chỉ có thể giả vờ vô tri không biết gì nếu không, để người ác ý cố tình lấy điều này ra châm ngòi thổi gió, chỉ sợ chiến tranh lại sẽ nổ ra. Không thể hạ chỉ minh oan, vậy thì làm vài chuyện để bù đắp cũng được. Đoàn mạch Nguyệt ôm lấy bờ vai của hắn. Chuyện tiên hoàng làm sai, không có đạo lý nào bắt ngươi gánh chịu hậu quả. Đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu ta biết tiểu cẩn đi chuyến này là vì tộc ngư vĩ, cũng sẽ không đáp ứng cho hắn đi. Sở viên nói, năm đó gặp phải họa diệt môn, khó khăn lắm mới được sống những tháng ngày yên ổn. E là đối phương muốn trốn chúng ta còn không kịp. Mọi người cũng chỉ vì chiến sự mà thôi. Đoàn Mạch Nguyệt nói, đi một chuyến cũng không sao. Vạn nhất có thể thuyết phục được thì sao? Sở Uyên trầm mặc một hồi mới gật đầu. Ừ. Nếu thật sự làm được như vậy, thì phần thắng của chiến sự lần này đã có thể tăng lên rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, đoàn người Diệp Cẩn theo đúng lịch trình dòng thuyền nhỏ trở lại đại hải doanh chỉ có điều nhìn qua tâm tình không được tốt hỏi ra thì quả nhiên là bị đối phương cự tuyệt không những không đáp ứng gia nhập hải quân đại sở mà thậm chí ngay cả đao kiếm cũng không muốn bán không sao sở uyên miễn cưỡng cười cười tuy không ôm ấp quá nhiều hy vọng nhưng đúng thật là có chút thất vọng đoàn mạch nguyệt xoay người đi tìm thẩm thiên phong vương gia muốn đi tìm tộc nhân tộc ngư vĩ thẩm thiên phong giật mình đoàn mạch nguyệt gật đầu hay là thôi đi thẩm thiên phong nói đêm qua chúng ta cũng không tìm được đảo nhỏ nơi tộc nhân tộc ngư vĩ sinh sống mà là bọn họ chủ động hiện thân nói không muốn bị quấy rối nữa đoàn mạch nguyệt kiên trì nói ta sẽ không làm người khác khó xử nhưng ít nhất cũng muốn thử lại một lần thẩm thiên phong lắc đầu vương gia không quen thuộc với vùng biển này cứ coi như là tới được thải hồng khẩu cũng không nhất định sẽ gặp được tộc nhân tộc ngư vĩ nhưng cũng không nhất định là không thể gặp được Đoàn Mạch Nguyệt nói Buổi chiều nay ta sẽ rời Đại Hải Doanh Minh chủ chỉ cần giúp ta một chuyện là được Thẩm Thiên Phong hỏi Coi chừng tiểu cẩn sao Đoàn Mạch Nguyệt nói Chính xác Thẩm Minh chủ giờ khóc dở cười Đoạn thời gian này đã đắc tội vương gia quá rồi Đoàn Mạch Nguyệt rộng lượng xua tay Minh chủ khách khí Không sao không sao Đoạn thời gian này thật ra rất tốt Sau này cứ như vậy cũng không sao chỉ cần đừng ác liệt hơn nữa Tùng độc dược đầy trời là được Người yêu muốn đi vớt vỏ sò Sở Uyên nghe tin cảm thấy rất buồn bực Vớt vỏ sò gì vậy Giúp Giao Nhi kiếm ít đồ chơi hiếm lạ thôi Đoàn Mạch Nguyệt nói Hải vực phía trước có hoa châm la Có thể dùng để dưỡng cổ Thú vị lắm sao Sở Uyên hỏi Đoàn Mạch Nguyệt cười hết sức rực rỡ Không thú vị chút nào Rất là buồn chán Nghìn vạn lần đừng đòi đi theo Sở Uyên sảng khoái cho đi. Đi nhanh về nhanh, cẩn thận sóng gió. Đoàn Bạch Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Diệp Cẩn thì ngược lại, nghe nói Đoàn Bạch Nguyệt muốn đi tìm hoa châm la thì cũng tâm tâm niệm niệm muốn đi, níu cứng lấy ván cửa không chịu buông ra. Sau cùng bị Thẩm Thiên Phong nửa dụ dỗ, nửa lừa gạt, mạnh mẽ ôm người chạy về khoang thuyền mới yên ổn được. Thời gian này khí trời rất tốt, mặt biển gió êm sóng lặng đoàn mạch nguyệt và đoạn niệm thuận lợi xong thuyền đi về phía thải hồng khẩu đi tới giữa đường thì nghe đoạn niệm nói vương ra phía sau dường như có chiếc thuyền nhỏ đang đuổi theo chúng ta đoàn mạch nguyệt quay đầu lại nhìn xem một con thuyền nhỏ loại chuyến thuyền đang cấp tốc bơi tới chỗ bọn họ trên thuyền treo không ít lá cờ nào là công tử nhà ta có thể hô mưa gọi gió nào là nhất thống tam giới còn có chúng ta căn bản cũng không biết tần cung chủ là ai cùng với vài chấm tròn tròn méo méo, đen thui. Nhìn qua rách nát không chịu được. Vừa nhìn cái phong cách mà chướng này, không cần nghĩ cũng biết là ai đang tới. Đầu tên Nam Vương rất đau. Đầu đoạn niệm cũng rất đau. Ám vệ truyền cùng nối tiếp nhau leo lên. Treo người trên lan can, kịch liệt vất tay, hết sức nhiệt tình. Bọn họ vốn dĩ được Tần Thiếu Vũ phải tới bảo vệ ôn liễu niên. Nhưng vì ngày nào cũng chi chóe, chi chóe quá mức ẩm mỹ. Thực sự không ai có thể chịu đựng nổi. Vì vậy Sở Uyên liền dứt khoát ban thưởng cho bọn họ một chiến thuyền nhỏ, mà nhất định là phải đi sau đuôi đại quân, xếp vào chiến đội cuối cùng. Nhưng bởi vì những ngày lênh đênh trên biển thực sự quá đơn điệu nhàm chán, cho nên ba không nam lúc sẽ rủ nhau chèo thuyền trốn đi, giúp dân chúng các hải đảo dọc đường mua hàng hóa, đốn củi, chẻ củi làm mai mối. Sau đó khiêng ba bốn bỏ rượu mừng trở về, vô cùng vui sướng đuổi theo đại quân, biến nhân sinh của chính mình từ cực kỳ nhàm chán thành cực kỳ phong phú. Lần này bọn họ tới đảo Vũ Hoa ăn cá hoa vàng, trên đường trở về thì gặp đoạn Bạch Nguyệt và đoạn Niệm. Vương gia muốn đi đâu vậy á? À? Ám vệ hỏi. Đoạn Bạch Nguyệt đáp. Không đi đâu hết. Ám vệ tiếp tục cười như hoa. Nha. Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu. Đi theo cũng được, nhưng nếu dám quấy rối, bổn vương sẽ báo cho Tần Huynh biết ngay. Ám vệ lập tức gật đầu, hoàn toàn không thành vấn đề, biết không? chúng ta làm sao có thể quấy rối được chứ từ trước đến giờ công tử đều dạy chúng ta phải lấy việc giúp người làm niềm vui không thể gặp khó khăn thì bỏ chạy được về phần vị tần huynh trong miệng vương gia vừa nói là ai chúng ta cũng không phải là rất quen thuộc cũng không biết vì sao vương gia phải cố ý nhắc tới tại hồng khẩu cách nơi đại quân dừng lại tiếp nước ngọt lương thực không tính là xa một buổi chiều cộng thêm một đêm nữa sáng sớm hôm sau đã tới nơi xung quanh đều là mặt biển mênh mông vô bờ đoàn niệm nói nơi này trông giống như là có hải đảo thải hồng khẩu chính là nơi này đoàn bạch nguyệt nói tìm kỹ xem ít nhất còn thời gian ba ngày chưa biết chừng thực sự có thể tìm được vừa giết lời đã nghe phía sau tùm tùm một tiếng có người nhảy xuống biển đoàn bạch nguyệt căm nín các ám vệ còn lại ngồi trên bong thuyền tiếp tục nói chuyện phiếm cắn hạt dưa sau khoảng thời gian uống cạn chén trà nhỏ, ám vệ kia mới ảo một cái, ngoài đầu lên, phun hết nước trong miệng ra. Trên đầu còn có một nhánh dòng biển nói. Đi theo hướng đông nam, nơi đó có người ở. Đoạn niệm ngơ ngác há mồm. Như vậy mà cũng được. Hết tập 35 Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Đế Vương Công Lược Tác giả Ngữ Tiếu Lan San qua phần thể hiện của sam nếu yêu thích bộ chuyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện đam mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh sam audio xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo